Chào quý cô chú anh chị, tối giờ Nhật Cần Thơ hôm nay em sale ví và cái giá hôm nay giá cực sốc nha quý cô chú anh chị ha. Em bán một combo gồm hai sản phẩm sẽ là 150. Mỗi combo đều là 150. Mình mua hai combo trở đi thì bên em sẽ free ship nha. Có nghĩa là nếu mà mình mua cặp một combo thì vui lòng trả 30.000 tiền ship giùm em. 150 cho nên đó là tất cả những cái sản phẩm ngày hôm nay có những cái mã da thật, có những mã canvas, có những mã da chất vải, có thương hiệu, có những cái không thương hiệu vân vân rất là nhiều. Và em sẽ đảm bảo rằng đó là sẽ không lỗi nha quý cô chú anh chị ha. Lỗi em sẽ báo trực tiếp luôn. Do là hàng sale bên em sẽ không giữ hàng, không xả hàng sau khi chốt. Và có thể rằng là mình xả thì em sẽ không chốt nữa cho quý cô chú anh chị nha. Rồi em sẽ không thu cost, có nghĩa là mình sẽ chuyển khoản 100% em đi đơn. Không đọc kiểm. Nói chung vậy đi cho nó dễ ha. Nói chung là những cái mã hàng này là không lỗi gì cả đâu, nhưng mà tại vì là em muốn sale để quý cô chú anh chị mình mua ví này để em có thể về những cái mã ví khác, luân phiên sản phẩm và rất là nhiều những cái mã sản phẩm để mình lựa chọn nha. Chứ thật ra thì những cái mã như thế này 150 một cặp, có nghĩa là một cái chưa tới 100.000 một sản phẩm đi, thì nó sẽ là lỗ chắc theo cô chú anh chị. Rồi thôi em không nói nhiều, em sẽ lên combo từ 1 cho tới cái số N đi ha. Một combo gồm hai sản phẩm em sẽ bóc đại một cái siêu phẩm trước đi. Một cái ví nam, ví nam này là hàng mới nha quý cô chú anh chị ha, hàng chưa xài chứ không phải là hàng si đâu. Thì nói chung bên em bán hàng si nhưng mà lâu lâu thì có những cái mã hàng gọi là hàng của Việt Nam, hàng mới á, cũng là chất da luôn ha. Mã này là ví nam màu nâu ha. Đó, nội em này không, thôi bây giờ em sẽ không coi giá đâu. Em coi giá thì khó mà bán lắm ha quý cô chú anh chị ha. Trong đây là da nguyên miếng như thế này luôn, có khá là nhiều ngăn, ngăn đựng thẻ, ngăn tiền dài gì đó. Một mã sản phẩm. Một cái màu nâu, một cái màu đen đi. Một cái em ví ngắn. Ví dài, mình đựng vừa điện thoại, tiền, thẻ rất là nhiều ha. Da thật toàn bộ hết nha quý cô chú anh chị ha. Hai mã sản phẩm này lên giùm em mã số 1. Em phải ghi lại để em thôi mình quên ha, tại vì cái này gọi là sale bất chợt. Mã số 1. Một combo 150 giùm em, mã 1. Mã số 2. Cho hết trên bàn đi rồi em lên nữa ha. Một cái em hàng nam da màu nâu như thế này dành cho các anh nam. Một em màu này và một em màu đen đi. Ví này là ví dài nha các chị ha. Các chị các anh mình có thể mua đựng điện thoại, đựng thẻ gì đó vân vân rất là nhiều, không lỗi đâu, cho nên em qua nhanh. Em này mã số 2. Mã số 2, combo số 2, mở combo 150. Không không xả sau khi chốt, không làm việc. Combo số 2. Mua hai combo mình sẽ là receipt nha các anh ha. Các anh các chị mình cứ thoải mái. Lên giúp em một cái ví dài, ủa ví ngắn chứ, ví gập của nam. Hàng Việt Nam, chưa xài da thật. Một em này và một em màu xanh này đi. Đó, ví này thì đựng vừa điện thoại, có khá là nhiều ngăn. Da thật toàn bộ hết phim em luôn nè. Có thương hiệu nè ha, đựng thẻ khá là nhiều. Bên trong lớp vải phối với lớp da. Chỗ này mình có thêm một ngăn nữa. Khoen khóa rất là sáng bóng. Lên giùm em mã là mã số 3, combo số 3. Một combo là 150 nha. Chuyển khoản 100% em đi đơn. Em đang cần thu hồi vốn để em về một loạt hàng gọi là túi nữ nè. À em quên báo với cô chú anh chị là em sẽ có về nón nam nữ, nón Nhật, khăn hoàng cổ, nói chung mới là dạng khăn nhỏ, khăn lớn đều có luôn. Rồi em có những cái mã cà vạt nếu có để coi. Rồi ví thì chắc chắn rất là nhiều, túi rất là nhiều. Em đang cần gom những cái mã sản phẩm từ Nhật, cho nên quý cô chú anh chị mình cứ theo dõi Trú Gia Nhật Cần Thơ giùm em ha. Mã số 3. Mã 3 này, một combo chỉ có 150 thôi quý cô chú anh chị. Mua hai combo đi ship. Mã 3. Mã số 4, một cái em da thật như thế này ha, ví dài. Ôi ngôi sao đẹp quá. Đựng vừa điện thoại và một em ví ngắn, đựng thẻ, đựng tiền ha, gập như thế này. Hai mã này lên em số 4. Không lỗi đâu. Đây. Mã số 4 giùm em ha. Mua hai combo receipt, mình mua hai combo có 300.000. Receipt theo quý cô chú anh chị nha. Tiếp tục số 5. Số 5 một cái em dập vân như thế này. Và một em qua lá hẹ đi ha. Rồi hai em ví dài. Mã 5. Đựng vừa điện thoại, tiền dài. Lên giùm em mã số 5. 150 một combo nha. 150.
Mã 5 giúp em. Mã 5. Tiếp tục, mã số 6 là một em ví nam. Khá là nhiều ngăn. Một em ví già đi, Clavin, thương hiệu của Pháp. Bên trong lót vải sạch đẹp nha. Chất da là da vân xước, ở đây nó có một cái ngọc trai thì chắc chắn là ngọc trai thời trang rồi. Mã số 6. Mã số 6 giùm em. Mã số 6 nha các chị các anh ha. Thường đó là combo nó không lỗi em qua nhanh. Mã số 7 đi. Một em Fula thương hiệu của Italy, ví dài. Một em ví thẻ ngôi sao của thương hiệu, chất da đẹp quá. Ôi, bên trong còn thẻ cứng còn rất là nhiều luôn nè ha. Em này mình có thể móc vào trong cái túi khác được luôn, đựng thẻ vô tư. Hai em lên giùm em số 7. Mã 7. Mã 7 giúp em nha. Mã 7, một combo 150. Mã số 8. Thôi, một em da miếng, xài biết nào hư các chị. Quá nhiều ngăn luôn, đựng được điện thoại ha. Em này thì chắc quá. Rồi tiếp tục. Mã số 7 thì em này sẽ là mã số 8 nha. Một combo 150, mã số 8. Mã 8. Mua hai combo receipt. Mã số 9 hai em này đi. Đựng vừa điện thoại, thẻ tiền dài rất là nhiều, còn thẻ cứng luôn, em này mới chưa xài. Này là da mộc ha. Trời ơi, da này xài biết nào hư. Nguyên một cái quá và nhiều ngăn đựng thẻ luôn. Nãy là combo số 8 rồi, tới combo số 9. Một combo 150 nha, bên em là không đồng tiền. Combo số 9 giúp em. Tiếp tục. Combo số 10. Một em ví nam. Một em nữ ha. Rồi combo số 10. Ví nam này là gặp hàng mới, hàng Việt Nam. Da rất là mộc luôn. Da nguyên miếng luôn. Em này mình xách lên về được ha. Chất vải của cấp Nhật. Không vừa điện thoại đâu. Vừa không ta? Thôi em báo không vừa đi ha. Combo này combo số 10. 150.000. Combo số 10 giúp em. Combo số 10 là một cái sách tay cho trẻ nhỏ xinh xinh. Các chị mình sử dụng điện thoại nhỏ mini ngày xưa Samsung á thì ok. Được. Combo số 10. Combo số 11 gồm 3 món. Rồi, 3 món này ha. Combo số 11 giùm em. Một em da đen, đựng vừa điện thoại, rất là nhiều ngăn đựng thẻ. Một em này mình có thể móc vào trong chìa khóa ha, đựng thẻ, đựng tiền gì đó ok. Một em da nè, cực chất luôn, quá trời nhiều ngăn đựng thẻ nha các chị nha. Lên giúp em combo số 11. Combo 11 tới 3 món. 3 món có 150 ha, combo 11. Mua hai combo mình reset nha các chị các anh. 11 giúp em. Lên combo số 12. Ví nam của hàng Việt Nam ha, da nguyên miếng như thế này luôn. Mình gặp lại như thế này, ở ngoài nó có những cái họa tiết hàng mới nha các chị các anh ha. Combo số 12, em sẽ có một cái ví nam và một cái em ví Miu Miu thương hiệu đến từ Italy. Em ví Miu Miu này ở bên ngoài thường những cái nhãn hiệu Miu Miu nó sẽ không có mới nha các chị nha. Ở bên ngoài độ mới tầm khoảng 65-70% thôi, mình xài vô tư, đựng vừa điện thoại. Combo số 12 giúp em. 12, đây. Chỉ có 150.000 một combo, mua hai combo bên em reship nha. Tiếp tục, em có một cái em Ri Lavencia thương hiệu của Pháp. Bên trong cái phần lót này nó hơi sờn sờn, tuy nhiên mình vẫn xài vô tư, đựng vừa điện thoại. Một em vải màu xanh ha,
hàng có thương hiệu luôn, đến từ Nhật, và nó hình như có kim tuyến đó các chị các anh ha, biết gạch có khá là nhiều ngăn, không lỗi gì đâu. Combo này là combo số 13. Combo số 13 150.000, mua hai combo mình reset nha. Combo số 13 giúp em hai sản phẩm. Rồi tiếp tục, em có một cái em màu đỏ rất là xinh luôn, hàng thương hiệu của Samatha Tavasa của Nhật. Ở trên đây hình trái tim là thường mình thấy trái tim á, một là cái thương hiệu Samatha Tavasa của Nhật, hai là cái thương hiệu lớp cách của Paris á, thì những hai cái thương hiệu đó thường là nó sẽ có những cái quả tiết hình trái tim nha các chị ha. Bên trong nó vải sạch đẹp luôn. Và em có một em cũng là ví dài độ mới không cao màu hồng ha, tầm khoảng 60% thôi, bên trong xài vô tư, đựng vừa điện thoại. Combo hai em này 150.000, lên giúp em mã là 14. Anh tính lên combo xả là ít nhưng mà không có công có chữ ít nữa cho nên theo số đi ha. 14 giúp em hai cái ví dài, giống như là mình mua một tặng một vậy đó các chị. 14 lên giúp em mã là 14 nha. Rồi 15 thì em có một cái ví hàng Việt Nam đó, và một cái em ví dài của Cos đi. Ví này đựng vừa điện thoại, vừa da, vừa vải nha. Rất là, bên trong rất là mới, bên ngoài độ mới không cao, chỉ hơi sờn, dạng độ mới tầm khoảng 70% thôi. Đựng vừa điện thoại vô tư. Hai mã này lên giúp em combo 15. Mã 15. 15 nha, 150.000, 15. Em bán này gọi là không đồng kiểm, không xả đơn. Mình chốt rồi, mình xả là em sẽ không chốt lần thứ hai nha quý cô chú anh chị ha. Rồi một cái em màu xanh, hàng của Cos nha, da rất là đẹp, em này đáng lẽ phải bán 300-400 nè. Rồi bên trong lót sạch đẹp hết giúp em luôn. Rồi em sẽ bán chung với một cái ví mình treo chìa khóa cũng thương hiệu Cos luôn, mình đựng thẻ, đựng tiền gì cũng ok hết giúp em nha. Cùng một cái thương hiệu, bên trong lót vải. Em này độ mới không cao và em này rất mới. Hai mã này 150.000, lên giúp em mã 16. 16. Em sắp về hàng rất là nhiều cho nên em cần sẽ có thu hồi vốn nên mới có bán giá này nha quý cô chú anh chị ha. Vui lòng không không trả giá giúp em nha. 16. Tiếp tục em có một cái em Rinoma thương hiệu của Pháp, Rinoma đó, lẽ em này là cũng khoảng 350-390 vậy. Rinoma thương hiệu của Pháp nha. Rồi. Một em ba món đi. Một em ví mình có thể móc khóa vào trong túi hay gì đó ha các chị ha, hoặc là móc chìa khóa gì đó, đựng tiền, một cái đựng thẻ, một cái đựng tiền màu hồng rất là xinh luôn. Và một em đựng thẻ màu đỏ ha, cầm như thế này rút ra thôi. Nó bằng da. Ba sản phẩm này em chỉ bán 150.000 luôn, lên giùm em mã 17. Mã 17 giúp em nha. Đây. Mã 17 150.000, mình mua hai combo reset. Mã 17 nha các chị. Tiếp tục em có một cái ví cúp Nhật rất là đẹp luôn, hoa văn nè, vải độ mới cao. Cái này mình đựng vàng bạc, đu bông, dây chuyền gì đó cũng ok nha các chị nha. Một em ví nam mình mua về cả hai vợ chồng cùng xài ha, cô chú anh chị mình mua chung cho nên một nam một nữ đi ha. Em này là hàng Việt Nam, hàng mới chưa xài, nó quá đẹp luôn. Lên giúp em mã 18. 18. Hai cái ví này chỉ có 150.000. Đó, receipt mã 18. Khi mà mình mua hai sản phẩm receipt nha, còn một sản phẩm vui lòng trả 30.000 tiền ship giùm em. Mã 18. Mã 19 em sẽ có một cái chiếc ví hàng Casebeck thương hiệu của Mỹ giùm em. Nó bên trong lót rất là mới, bên ngoài cũng độ mới cao ha, nó phối hai màu. Và một em đựng thẻ nha các chị nha. Đó, đựng thẻ. Trời cái này đường thẻ đẹp quá, có chứng nhận da thật nè, có thương hiệu nè ha. Trời cái này nhỏ gọn, bên trong lót rất là sạch đẹp luôn. Hai mã sản phẩm này lên giùm em combo 19. 19. 19 giúp em nha, 150.000. 19. Giá combo này chỉ trong vòng khoảng bữa nay và ngày mai thôi thì em sẽ trở lại giá bình thường nha, em không có bán combo nữa đâu. Một em Cos quả tiết sao trái tim gì rất là xinh luôn, bên trong đựng vừa điện thoại lót vải. Và một em mình có đựng thẻ nữa nha, thẻ cạc mới như chưa xài, còn tát của Nhật luôn nè, nó còn tát đầy đủ, còn thẻ cứng luôn, rất là đẹp ha. Hai em này lên giúp em mã 20.
Đó, 20 combo 20 chỉ có 150 ngàn thôi. Mua hai combo mình sẽ là receive một combo vui lòng trả 30 ngàn tiền ship giùm em. Mã 20. Mã 21 em có một cái ví nhắn code của các chị nha. Bên trong đựng rất là nhiều ngăn đựng thẻ luôn, đựng tiền mình để vào trong ngăn có khóa kéo này. Và một em ví của Nam, hàng mới, da nguyên miếng luôn. Bên trong lót da luôn các chị các anh ha. Hai em này mã 21. Mã 21, em đảm bảo ngày hôm nay nổ đơn cho nên mình thích combo nào mình lên liền nha. Để không thôi không còn đâu. Mã 21, tại vì với giá xả như thế này là không còn. Mã 21 giúp em. Tiếp tục em có combo số 22. Một em ví nam này đi. Và một em da nguyên miếng rất là chất luôn. Đó, hàng Việt Nam nguyên miếng luôn. Ví gặp dành cho các anh nha. Và em này thì mình sẽ đựng bất kỳ cái gì cũng được, tiền thẻ đều vừa. Trời ơi, da nè, để vào trong túi khác, da này xài chắc 10 năm chưa hư. Chừng nào không thích thì mình bỏ thôi. Mã giúp em đó là mã này là 22. Con số đẹp ha. 22. 22 giúp em nha các chị các anh ha. Mã 22, một combo chỉ có 150 ngàn thôi. Mã 22. Em cũng sắp hết ví rồi. Em sale riết rồi cũng sắp hết rồi. Một em ví da dài màu đen nè, một em ví thẻ nguyên miếng màu đỏ luôn đi ha. Rồi, em có combo, combo một em ngắn một em dài. Em ngắn này là da nguyên miếng luôn, bên trong không lót nha các chị các anh ha. Và mình sẽ có một cái kiếm ở bên trong như thế này. Mã này là mã số 23. Nó đẹp quá. Rồi, một em ví dài đựng vừa điện thoại. Bên trong quá nhiều ngăn đựng thẻ, điện thoại ngăn này ha các chị nha. Ở ngoài là da thật quân xước. Combo này là combo số 23 giúp em. 23. Rồi, 23. Mua hai combo đi, chỉ có 300 mà mình lại được receive luôn á. Rất là ngợi luôn. Em đang gom để em về hàng mới nè. 23. Một em ví kẻ như thế này, gọi là ví da đen ha. Rồi, một em đựng thẻ rất là đẹp luôn. Nó có bo và thương hiệu nè. Thương hiệu này hình như là S-Square thì phải á. Ví dài này thì mình vừa điện thoại nha các chị các anh ha. Đó, bên trong lót là lót da luôn. Da đen, ở bên ngoài da thật độ mới cao. Em sẽ có hai combo như thế này. Hai sản phẩm trong một combo số 24. 24 giúp em. Rất là mới ha. 24 này thì chỉ có 150 ngàn một combo. 24. Em có một cái ví kết là ví vải có cái chỗ treo nó bị khóa luôn nè. Một em đựng thẻ da thật rất là đẹp màu nâu ha. Số 25. Ví vải này là thương hiệu của kết, có khá là nhiều ngăn thì chắc chắn là vừa điện thoại rồi các chị nha. Bên trong mới đẹp, có nhiều ngăn đựng thẻ, mình có thể móc vào trong túi, móc vào trong cái ba lô gì đó vân vân. Mã này là đựng thẻ da thật. Số 25. Combo 25 150 ngàn. Combo 25 giúp em. Đó. Trưa nay thì em lên sale ví, chiều nay em sẽ sale túi nha. Ngày mai em sẽ không sale, trở lại hàng mới về. Đó, đó là cái gọi là cái form mình sẽ mua hàng nha. Mình thích mua hàng sale thì sẽ săn sale giúp em. Còn mình thích mua hàng mới thì chắc chắn là hàng mới em về liên tục rồi. Một em này thì đựng vừa điện thoại nha, cớp. Ở đây nó dính ra chứ không phải là đó, em cạo ra hết rồi ha. Nó sẽ là phủ một lớp bóng và tiết hình hoa rất là đẹp luôn, độ mới cao. Và một em ví móc khóa ở bên ngoài nó sẽ là da vân xước, có cái logo hình cái nơ ha, bên trong không móc hạt nào. Và những cái dạng này thì nó màu vàng. Hai em này là mã số 26. 26 giúp em nha. 26 150.000 hai sản phẩm. 26 150 ngàn cho nên em sẽ không đồng kiểm đâu. Mình chuyển khoản trước bên em đi đơn. Một em ví của Bira Picasso ha, rất là đẹp luôn. Và một em ví thẻ như thế này luôn. Trời, cái này là nó không phải màu đen đâu, màu xanh đen và cái logo của nó sẽ vàng chóe như thế này luôn. Trời, cái này là ví thẻ nè. Bên trong lót sạch đẹp, có chứng nhận da thật Made in Italy. Cái này gọi là hàng hiệu rồi. Em bán chung với mã này ha. Hai em này 150 ngàn, lên giúp em mã số là 27. 27 nha. Combo số 27 150 ngàn. 27 giúp em. Rồi, em còn một vài combo nữa thôi. Ủa, cái này cái gì ta?
Một của em mà gọi là phải gọi là siêu phẩm. Một em đựng thẻ như thế này, hai em màu đen, combo số 28 nha. Rồi bên trong khá là nhiều ngăn đựng thẻ nè, đựng điện thoại vừa chắc luôn. Ở ngoài phủ một lớp bóng độ mới cao. Một em màu đen như thế này đựng thẻ nha các chị, hoặc đựng tiền dài được luôn ha. Combo này là số 28. Combo số 28. 28 150.000. Nói cái này không em bán 350 nè. Combo số 28 150.000. Rồi combo số 29 thì em sẽ có một cái em bóp Roberta Italy màu xanh nha. Trời ơi, hàng hiệu đẹp quá, không dám coi giá luôn á. Bên trong đựng vừa điện thoại và em sẽ bán kèm với cái này đi, cái ví đựng thẻ nha các chị ha. Nói cái này không 100.000. Rồi combo số 29. 29 giúp em. Hai mươi chín hai sản phẩm 150.000, 29 nha. Rồi em có một em ở bên ngoài là bằng vải nha, đựng vừa điện thoại màu đen đó, thì em sẽ lấy màu nâu đi. À, ví lép có khá là nhiều ngăn bên trong, lót là lót da luôn. Combo này số 30. 30 giúp em 150.000, 30 nha các chị nha. Đó, 150.000. Em có một em màu đen, em này đi, một cái ví mà bằng vải mà ở ngoài khá là nhiều ngôi sao màu xanh cobalt ha, bên trong lót vải sạch đẹp luôn. Rồi một em ví lép như thế này ha, trời ơi đẹp quá. Hai mã này lên giùm em số 31. Combo số 31 nha. Đó, 31 150.000, hai sản phẩm combo số 31. Combo số 32 thì em có một em còn họp hàng Hello Kitty nhưng mà da thời trang thôi, phối với bên trong lót và lót vải. Nó còn họp như thế này luôn, họp Hello Kitty luôn ha. Rồi. Hello Kitty, một cái em mà mình có thể xách như thế này mua về cho bé và các chị mà mình hay thích xài túi vải mà đẹp đẹp á, đến từ Nhật ha. Rồi, và em sẽ có một cái em cườm ba sản phẩm luôn, ba sản phẩm. Trời ơi cườm đẹp quá. Ba sản phẩm này 150.000. Lên giúp em mã số 32. Mã số 32. 150.000, mã số 32. Rồi, em có một em da đen. Rồi, em có combo cuối cùng nha các chị anh ha. Một em da đen và một em ví móc khóa như thế này luôn. Combo số 33. Combo số 33 cũng là combo cuối cùng. Một em da đen như thế này phối màu rất là xinh. Rồi bên trong lót vải sạch đẹp ha. Đựng vừa điện thoại là chắc rồi. Trời ơi, nó mềm nè. À, một em rất là mới màu tím. Chị nào thích tím này là mình chưa mở ra luôn. Mới móc khóa nha. Mã số 33, một con số đẹp. Và em cũng kết thúc video ngày hôm nay luôn. Mã số 33. 33 giúp em. À, trong video này tất cả những cái mã sản phẩm đều là không lỗi hết nha các chị ha. Và em sẽ bán đồng giá một combo 150.000, mua hai combo là 300 thì mình reship. À, em sẽ không không đồng kiểm nè. À, không thu cost, có nghĩa là chuyển khoản 100% em đi đơn, không xả hàng sau khi chốt. Xả rồi em sẽ không chốt nữa nha quý cô chú anh chị ha. Rồi mình sẽ gọi là không giữ hàng. Rồi trân trọng kính chào, cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã theo dõi.